Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ đi review một làng nghề truyền thống ở quê mình làm đó các bạn ơi. Đó là làng nghề đồ nan nha các bạn. Đây là một ông anh hàng xóm, một ông chú hàng xóm đang róc dành nha các bạn. Róc dành nó ra một cái thúng, có cái thúng mẫu không ta? Mình xong mình đát đây là đó là mẹ mình nè, lên chơi và đang nè. Hiện tại nhà mình đang giải nghệ rồi, không còn làm đồ nan nữa các bạn. Đó đang nè, rồi một tí nữa mình sẽ đan nha các bạn coi nha. Hồi nhỏ mình cũng có 1% công đoạn của một cái thúng đó, tí nữa mình đang rất là đang cho các bạn xem, đang một cái cho các bạn xem. Đang nhanh hơn mình, đang nhanh hơn mẹ mình luôn các bạn, đang nhanh hơn cái chị bên cạnh cái này luôn nè. Đó. Chặt tre nè, xong rồi cưa tre nè, xong rồi là chỉ tre nè, chỉ tre xong rồi là bóc tách tre ra, xong rồi mình đây mình chuốt lại, xong rồi là nó ra ở đây là mình sẽ đan lên cái thúng, xong rồi là mình và bây giờ mình sẽ đan cho các bạn xem nha. Mình đan rất là nhanh luôn các bạn. Đây tí nữa bót lên coi. Đây này, mình sẽ đan cho các bạn xem này nha. Đó, ngồi giờ nè, ngồi xem đâu quên mẹ mất rồi. Đây biết còn nhớ là không ta? Đây nè, hello mọi người nha, mọi người xem mình đan này các bạn ơi. Mình làm rất là nhanh luôn để coi được bao lâu. Đây là làng đồ nan truyền thống ở quê mình, cũng có từ lâu đời rồi đó. Ủa máy nan một cái nan cặc cho ta. Đang này nan hai mắt đang khó trở nè. Thấy rõ không anh hai? Mình đang làm nè các bạn ơi. Trời lớn luôn. Mình làm rất là nhanh nha. Làm hết đây được nửa tiếng là xong không ta? Mình quay đáng tí mình sẽ cắt. Chưa chiếu mà sao ai coi được? Quay điện thoại mà. Ở Mỹ đâu quay? Thì mắng ở đâu coi không được. Người ta biết kênh mình, người ta coi mình thôi. Ta đăng ký kênh đó. Có bữa ông Phước, Thái Tô Lê Phước. Đó mình đang nè các bạn ơi. Đó, thấy giỏi không? Bữa Tô Lê Phước mà nó coi mà đâu biết là nó, sao nó biết kênh hay vậy? Ê, Thái nó comment. Mà Thái Tô Lê Phước. Trời, sắp xong rồi bạn ơi, trời nóng quá. Cho mình đang nè các bạn. Bạn thấy không? Thấy rõ không? Mình tự xử luôn các bạn, không ai quay cho mình hết. Ở đây không ai biết quay vậy. Tết về mới có người nhờ quay được, chứ giờ về ngày thường đi làm hết rồi. Mai đi Quy Nhơn con khoi quay. Không đi hả? Nó không ra mà nó để tối suy nghĩ lại.
nếu nó đi còn mấy đi mấy đi hay. Làm gì quay nó không quay thôi chứ làm gì phải sợ nó để coi thấy rõ không. Ok. Tiếp theo mình đang nè các bạn ơi. Mình đang nè. Đó. Mình biết đang nha các bạn. Mình đang rất nhanh á, mình chưa lục nghề đâu. Đó. Mình đang đó các bạn. Xuất sắc trong giai tỳ nữ luôn. Thấy nào đang hết đấy. Thấy không? Thấy. Đó. Đó. Xưa mình làm giỏi lắm bạn ơi, giờ mình vẫn còn làm giỏi này các bạn. Đó. Mời các bạn xem tay nghề của mình nha. Tí nữa mình ra thành phẩm cho các bạn xem. Đang nó cũng dễ bạn, hồi nhỏ làm từ hồi nhỏ rồi nên là mình không thể nào mà quên nghề được. Trời mấy cọng bị mỏng mà chị hai còn tiếc bỏ vô nữa chứ. Em chích đang nhanh hơn chị hai quá ha. Trời. Giờ bà biết làm cái gì? Nó còn chạy không anh hai? Đấy mình đang nè các bạn. Các bạn thấy rõ không? Hay là mình bỏ nghề về quê làm đồ nan ta? Nhà có 3 chuồng heo đấy. Tiếp tục đan nha các bạn ơi. Chi nuôi gà mà lỗ. Các bạn thấy mình đang siêu không các bạn? Mình làm gì cũng nhanh nha, mà ghét những người làm chậm lắm. Hồi xưa là đan rồi đát rồi. Hồi xưa thấy làm ghê ha, bây giờ làm biến số 1 luôn. Cũng sắp xong rồi nè các bạn. Sắp xong nửa cái đang sắp xong một nửa cái rồi đó các bạn. Nửa cái mê á.
sau khi đan cái này xong á là mình sẽ giọng lại cho nó khích lại mấy cái sợi nan á, rồi xong rồi mình lấy cái kéo mình sáng lại, mình sáng lại xong rồi là mình giọng hả? À quên, mình đát cho nó khích mấy cái đát là ở đây nè, đát là mấy cái này nè các bạn, đát xong rồi mình lặn lên là cái hình này cái thống này, xong rồi mình nứt là bằng mai nha các bạn. Nó làm mai nó lặn nó nứt chị nó đáng tin đi nó sống không có tiền cái làng làm đồ nan là xưa làm rất là nhiều các bạn, nhưng mà bây giờ nó cũng mai một bớt rồi, giờ kinh tế khấm khá rồi người ta không làm nữa các bạn, người ta đi làm này làm kia người ta ít làm lại, chứ xưa là làm đồ nan là đồ chính á, nhưng mà hiện tại làm cái đồ nan nó cũng có lời nhiều á, ví dụ một cái thúng đây nè 30.000 à, 30.000 25.000 ta, 30, hồi sáng ở chợ gành nó còn bán lẻ 30 á. Xong nửa cái rồi nha cả nhà ơi, nửa cái nè, xong mình đang nửa cái nữa nha, mình rất là đẹp nha, đây thấy không, chưa chiếu mà tối nay mới chiếu. Nói cho máy nó thu lại. Mình đang nói chuyện với bà chị hàng xóm bà làm nan các bạn. Mình sẽ đan xong một cái này cho các bạn xem luôn nè. Bây giờ làm cái nghề đồ nan này làm cho vui thôi chứ đâu có lời lãi gì đâu, cái có 30.000 mà đâu có lời nhiều đâu, mà làm ra một cái thúng này rất là tốn nhiều công sức nha các bạn, từ lúc chặt tre nè, xong rồi chỉ tre nè, xong rồi là vuốt tre cho nó láng mịn rồi mình mới đan được, mình mới đan xong rồi là mình giọng lại cho nó khích. Rồi xong thành phẩm rồi nha cả nhà ơi, xong rồi ok luôn, xong rồi nha, xong một cái mê rồi, bye bye mọi người nha, mọi người nhớ subscribe kênh đăng ký ủng hộ mình nhé. Chào các bạn nha, đây là những cái món đồ nan ở đồ nan truyền thống ở Cát Minh mình đó các bạn ơi, mình sẽ liêu qua cho các bạn xem nè. Cái này là nhiêu tiền một cái chị? Còn cái này à? Còn cái rế? Rế 4.000 cái. Cái rế 4.000 cái nha các bạn. Các bạn mà nấu cơm hay là kho cái gì đó, có cái son mà để lên nó không có bị gì ấy nha. Hình như vậy đó, mình cũng không biết nữa. Rồi cái đây là cái thúng nha các bạn. Cái thúng nhà mình cũng có làm đó bạn, nhưng mà nhà mình giải nghệ rồi các bạn ơi. Đây cái thúng này nhiêu tiền vậy cô ơi? Dạ, cái thúng đó là 30k nha các bạn. Đây nè, cái thúng này là mình làm được luôn đó các bạn, mình làm được 80% các công đoạn luôn đó các bạn. Còn cái này để làm cái gì cô? À, người ta gọi là cái này là cái gì? Cái rổ hả? Rổ ra nhiêu tiền hả? 20k nha các bạn. Rồi cái đây gọi là cái rổ chắc dùng để nấu cho heo cho bò nè các bạn ơi, hút rác rồi đó hả? Cái đây chắc rẻ tiền hơn kia hả cô? Cái này là 25.000 nha các bạn. Rồi cái này nữa, cái này dùng để làm gì cô? À cái này dùng để lược nước mắm, lược xác nước mắm nha các bạn.
Rồi còn phía trên là mấy cái nia, cái nẹn. Một nia nẹn đúng không con? Là nhiêu tiền một cái ạ? À? Nia nẹn trẹt. Cái này là cái nia đâu? Cái này là nia nè. Còn cái đây là... Đó, đây là cái nia nẻn nè. Mình chỉ biết cái nia cái nẻn thôi, còn mình không biết cái trẹt là cái nào. Cái trẹt là cái này hả con? Cái trẹt là cái này. Nhiêu tiền ạ? À? Cái này là 20k nha các bạn.